Hello, và xin chào các bạn. Hiện tại là 4:30 sáng nha các bạn. Ok, bây giờ là Đạt dậy rồi. Chiều quá. Dậy sớm thì làm gì các bạn? Dậy sớm thì làm gì? Mở Trinh đi Huỳnh coi nha. Chiều quá à. Lớn tiếng lên coi. Ok. Quá là sớm luôn. Hay là chụp được đây. À, có gì sẵn khoái, kiểu chơi hai vòng xong rồi có tỉnh luôn á. Ờ, như nhắc chơi vậy. Chơi. Đó, ok, sau khi coi Trinh Liên Huỳnh xong thì bây giờ rồi con coi tiếp Gia Đình Cục Xúc nha các bạn. Đấy, Gia Đình Cục Xúc, chiêu quá hay. Bye bye. Bye. Các bạn để mình coi tivi đi. Để mình coi tivi đi hai. Bà Thiện thì hôm qua ăn không tiêu cho nên là sáng nay đi bệnh viện bác sĩ chích cho 2 mũi. Xong cái bây giờ nằm luôn rồi kìa, chiêu chưa? Coi bà kìa. Chiêu quá. Chứ vui giết hai. Đấy. Giờ bà ăn cháo để mà chuẩn bị uống thuốc nha các bạn. Tên là Ngọc. Đấy. Bên này, còn bên này. Còn bên này. Đạt đang quay tâm láp nha. Tâm láp. Đấy, ngon chưa? Giờ đi ăn sáng. Giờ chuẩn bị đi ăn sáng. Đi ngủ gì? Ê, chuẩn bị đi ăn sáng, đói bụng quá, sáng giờ đói bụng quá các bạn. Ủa giờ đói bụng dữ chưa? Sáng giờ uống khát nước quá, uống nước nhiều cho nên bé bê các bạn nha. Gì? Hỏi cho kỹ. Rồi ăn đi. Ăn đi. Vô giỏi. Nhân chính hãng nha. Đây là bệnh nhân chính hãng. Bệnh nhân real. Bệnh nhân hàng VIP à. VIP bro. Có người đút cho VIP mà. Có người đút cho luôn. Ok, là hiện tại là Đạt đi xuống dưới rồi nha. Đây, xe chạy ngồi ở ngoài nha. Hơi lạnh quá đi lên. Lạnh gì? Gió nó thổi hơi mát nha các bạn. Wow. Hình như có người tắm rồi kìa, đấy. Giờ đi chuẩn bị đi lấy xe ăn sáng nha các bạn. Wow, mát thiệt. Mát. Wow, để coi. Wow, xe hơi đậu nè, chiêu quá trời. Nha. Ok. Trời ơi, có người ăn cắp. Đi xuống lấy hầm, xuống hầm xe lấy xe nha. Đây. Cái điện thoại kia Đạt quay tâm láp rồi, Đạt để trên kia, Đạt quay bằng Realme nha. Nếu mà nó có rung thì các bạn không cảm cho. Bye bye. Nắm. Xe đây mà. Xe đây mà. Ai da. Bye bye đi. Cái mặt tối thui luôn. Ngược sáng cái mặt tối thui luôn hè. Đây là đường Hoàng Hải Thái nha các bạn. Đấy, xe chạy rồi, chiêu quá. 51 bê ga ha, chiêu quá. Xe 16 chỗ nha. Hướng này là hướng đi ra biển nha các bạn. Ok, xe biết nè. À, 72 bê hà. Dạ. Ok,
đi vô lấy xe kìa, đi vô lấy xe kìa, vô lấy xe kìa, vô lấy xe đi, vô lấy xe đi. Không không thì ở nhà khỏi sáng. Ok. Vô cười đó, các bạn có thể thấy xa xa mặt trời đã lên cao rồi nha các bạn, chiều quá. Ngoài biển nè. Miu. Quá là chiều. Ở chi. Đây khung cảnh ở bên này. Nho. Ok. Bye bye các bạn nha. Rồi ok, sau khi ăn sáng xong thì bây giờ là đi ra biển nha các bạn, đi ra biển đấy, mặt trời mọc ở đằng kia rồi, chiều quá. Sáng gió nó lạnh nữa các bạn, gió nó thổi với cái áo này hôm qua nó ướt nữa cho nên rất là lạnh luôn. Đó. Wow. Đi nè, đi nè, đi chiêu nè, đi chiêu. Ok. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở ngoài quảng trường cột cờ nha. Bye bye. Rồi ok, bây giờ đi qua đường nha các bạn, đi qua đường. Qua đường rồi. Chiêu. Ok, qua bên này luôn. Vui vô. Ok. Cái cô đang tập múa thì chiêu quá. Và cái đây flycam kìa, chiêu quá. Và đây Đạt đang ở quảng trường cục cờ. Gió nó đã đổi hướng rồi nha các bạn. Chiêu quá. Ok, bây giờ đại sẽ đi ra ngoài biển quay cho các bạn xem cảnh biển buổi sáng như thế nào nha. Quá chiêu luôn. Đi xuống tắm thôi. Quá là chiều luôn, du khách ra tắm rồi kìa các bạn. Ôi giờ bên trái luôn, bên trái luôn, bên trái luôn, bên trái luôn, bên trái luôn. Đứng lên đây quay cho các bạn xem luôn nè. Ôi giờ đang quá trời nha, đang quá trời. Ok. Meo, quay vô trong. Nào. Ôi giờ. Đã quá. Ok. Yeah. Bye bye. Nắm. Bye. Không máy bay luôn. Bay rồi, ok. Hello. Hello, xin chào các bạn. Và ok, hello nha. Rồi ok, bây giờ đây sẽ đi biển nha. Biển kia rồi. Ở đây là cờ đen cho nên là không có được tắm đây nha các bạn, tại vì sẽ có sấy nước rất là nguy hiểm. Đây sẽ đi qua hướng bên này. Đi qua bên này nha. Rất là chiêu luôn. Nước nè, nước chiêu nè. Ok, đi ra ngoài đây nha các bạn. Có cano kìa. Có cano kìa. Đào cát nè các bạn, đào cát nè, chiêu quá. Ui dò. Biết cái nước biển nó lạnh không? Con nắm nó chạy ra ngoài kia rồi. Ok.
hơi lạnh, hơi lạnh nha các bạn. Ok. Ngược nắng không biết có thấy không, nhưng mà bả đó các bạn, bả nắm đấy. À dạ. Nước nó rút ra. Yo. Ok. Và buổi sáng thì đây thấy đông hơn rồi đấy. Du khách ra quá trời luôn nha. Ui ồ. Nắng chiếu vô, nắng chiếu vô nha. À, nắng chiếu hẳn vô cái bản mặt này. À, à. Bye bye. Này. Này. Này, vô này, vô này. Ui ồ hài à. Ui. Chiêu chưa? Sống vô kìa, chiêu kìa. Ui. Ok. À. Bye bye. Hello. Ok. Chiều quá. Rào quá. Bro. No, quá đào gió sò các bạn, đào gió sò ai da. Đào. Hai da. Rồi ok. Giờ là khoảng 7:45, 7:50 gì đó, thì bây giờ là Đạt sẽ đi vô lại khách sạn nha các bạn. Ok. Cho con Nám nó tắm hồ bơi gì đó rập rờ nha. Dạ ok rồi. Thôi giờ đi lên. Chuẩn bị thay đồ. Ui. Ok. Bye bye các bạn nha. Căng quá. Hello, xin chào các bạn. Ok. Và đây Đạt đang ở chỗ hồ bơi nha. Đây hồ bơi trong này nè. Và quay cho các bạn cái view nhìn về hướng núi nhỏ nha, vào buổi sáng sớm đấy, chiều chưa. Có tượng chúa nha, tượng chúa đằng kia. Hải đăng thì bên này nha các bạn. Đây, hải đăng bên này luôn. Đấy. Chiều chưa. Wow. Đấy. Còn cái hướng bên này là hồ mây. Đây hồ mây đây. Đấy các bạn có thấy chưa. Đấy. Ok chiều. Đường xe chạy ở dưới. Nhau. Ok bây giờ cho con Nám nó tắm hồ bơi xong rồi để sẽ đi xuống thay đồ nha. Thay đồ đi một vòng cái nè. Nha. Em ơi. Nước lạnh quá các bạn, lạnh quá. Ai da, mấy cái kính này muối nó động lại nè các bạn, đó tạt nước cho nó gõ lại đi. Đó. Tạt đi, đúng rồi, tạt đi, đúng rồi. Ai da. Ở trên này là cái hồ bơi nha các bạn, cái trần này nó thì nó hơi thấp. Cho nên là hơi ngợp tí, cảm thấy hơi ngợp tí. Nhưng mà ok đây. Vừa bơi vừa có thể nhìn ngắm qua thành phố ở bên dưới nha. Đấy, chiều quá. Ok, giờ thấy rõ rồi đấy. Bơi ra. Có du khách lên tắm hồ bơi luôn nha các bạn. Chiêu quá. Chuẩn bị chưa? 1, 2, 3, xuống.
Ok. Ok, chiều, xe chạy nè các bạn. Và ok, đang uống cà phê. À, cái này là bà xỉu nè các bạn. Đây, bà xỉu. Chi quá nè. Đấy. Xin mời các bạn nha. Ngắm xe chạy chiêu. Ở cái chỗ khách sạn của Đạt là cái chỗ đằng đó nha các bạn. Gần, rất là gần, đi ngược lại đây. Ok. Idol. Rà quá. Ok, xin cảm ơn rất nhiều luôn. Ok, 4953 à, yeah. Ok, bye bye các bạn nha. Ok, bây giờ đi dạo sơ Vũng Tàu nha, bye bye. Và ok, Đại đang ở tiệm bánh Golden Bakery nha. Và ở đây thì không biết là bán bánh bông lan thì người ta mua nhiều lắm thì phải. Đây. Bánh bông lan trứng muối. Ui dồi. À, cái này nó ngon, một phần này nó ngon. Quá là ok luôn. Cái này hả? Đây. Giá nha các bạn. Giá bên kia. Dưới này. Ui dồi. Còn này bánh bông lan trứng muối nè con. Đấy, rất là nhiều loại bánh nha các bạn, giá trên kia luôn. Còn này trứng muối đặc biệt. Qua đây quay giá cho các bạn xem luôn. Ok. Bye bye các bạn nha. Nắm. Đây, cái gì đây? Tiramisu. Quá trời chiêu luôn. Đó là ngon à. Nhìn hấp dẫn chưa kìa, 55.000. Đó ngon à. Cacao. Ở dưới cũng có nữa. Đây rất là nhiều loại bánh luôn. Ui ồ. Đây du khách mua xếp hàng nha. Ok. Ok, thì sau một khoảng thời gian thì du khách càng ngày đến càng đông nha các bạn. Đó, có xe hơi ghé vô luôn. Chiếc 61 này mới vô luôn nè các bạn. Ok, chiều chưa? Rồi, chứng tỏ quán này có thể rất nổi tiếng luôn á, rất nổi tiếng. Cho nên là để coi xem sao nha. Các bạn có thể thấy đó, đường bắt đầu đông rồi nha các bạn. Đây, xe bắt đầu xếp hàng dài rồi kìa. Ở trên núi kìa, chưa chưa. Và hôm nay đó chính là mùng 3 nha các bạn, mùng 3 rồi. Và Vũng Tàu bắt đầu đập. Ok, bây giờ đây sẽ đi vòng nha. Vòng Vũng Tàu coi có gì chiêu quay cho các bạn nha. Đòi con heo ở trên kia. Wow. Đây là dốc núi nhỏ nè, lên nha. Gửi xe quá trời luôn. Quay đằng xa cho các bạn luôn nha.
chưa tắm kìa, chiêu quá. Wow 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 wow. Núi 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 núi. Ok, về trái lên. Đây là đường V3 nha các bạn. Đường này có thể đi thẳng lên Hồ Mây được luôn. Chiều. Wow, có xe buýt luôn, có xe buýt luôn. Tại vì trên này có chùa các bạn, cho nên là khách hành hương cũng đi rất là đông nha. Nhau 51 thành phố. Đường nhỏ, đường nhỏ. Wow, 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 wow. Dốc lên rất là cao nha các bạn, dốc lên rất là cao. Nhô. À, lên tới hàng kia luôn kìa. Nhâu. Nhâu. Wow. Lô. 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 Các bạn ở dưới, wow 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 wow, lên luôn, lên luôn, lên thẳng chùa luôn. Không được, không được, không được. Và ok, nơi đạt đến đó chính là thiền viện chân không nha các bạn. Đấy, tới nơi đậu xe rồi. Bye bye. Cảnh đẹp quá trời luôn kìa các bạn. Ok, đây là tượng Phật và đây đang đứng ở trên thiền viện chân không nha các bạn, ở đường V3, đường lên Hồ Mây nha các bạn. Ok, và trên này thì có thể phóng tầm mắt xuống thành phố Vũng Tàu luôn. Đấy, rất là đẹp luôn đúng không, chiều quá. Ở bên kia là hải đăng và tượng Chúa nha. Và có thể nhìn thấy một phần bãi trước kìa, chiêu quá kìa. Đấy. Ok chưa? Ok, rất ok luôn. Đây, quay một vòng cho các bạn xem.
tay các bạn nha. Đổ dốc nha các bạn, chuẩn bị đổ dốc nè. Chiêu. Chỗ kia nó xuống sâu hơn nữa kìa. Đạt đã tới quán cơm Lọ Lem nha các bạn. Ok, 68 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Chiêu, gửi xe vô nè. Meo, vô trong luôn. Ok, bây giờ để Đạt dẹp nón đã nha. Bye bye các bạn. Đây, qua kia kìa. Qua đây, quay. Chiêu. Đồng. Hello. Rồi. Ok. Review một vòng quán cho các bạn xem luôn nha. Hôm qua đây đi mùng 2 cho nên là quán chưa có mở cửa. Quán mở cửa mùng 3 nha các bạn. Ok. Ok, có rất là nhiều món nha các bạn. Đây. Chiêu. Ở trên này luôn. Ok. Ok. Giờ đúng không? Lên 5.000. Lên 5.000 phụ huynh thì tết nha các bạn. Thôi bộ ok, đây chính là dĩa cơm trưa của Đạt nha các bạn. Nó đùi gà với trứng ốp la, canh và nước mắm. Hấp dẫn không các bạn? Ok, hấp dẫn nha. Và xin mời các bạn ăn trưa nha. Ok, đói bụng quá. Bye bye. Hello và xin chào các bạn. Và bây giờ là Đạt ăn cơm xong rồi. Bây giờ đây, về khách sạn, nghỉ ngơi nha. Chưa rồi. Trời rất là nắng nha. Đấy, trời rất là nắng luôn. Phùi vô. Đúng nha. Nghỉ ngơi rồi chiều Đạt sẽ đi về lại thành phố Hồ Chí Minh nha. Bye bye. Rồi chuẩn bị 2 giờ rồi nè. Nhìn nó kìa, đó nó mở mắt ra mà nó chưa tỉnh nha các bạn. À dạ. Chưa tỉnh đâu. Đấy, nó còn muốn nằm nữa kìa, đó nó gom nằm nữa kìa. Về không? Rồi. Nhập hộ khẩu cho nó ở đây luôn đi. Rồi ok. Nè, coi đó nè. Nè. Hello, và ok. Bây giờ là xong rồi, sẵn rồi xong rồi. Bây giờ là đi về nha các bạn. Đấy. Nè. Yeah. Cái view này tạm biệt cái view nhìn chiêu đi. Đó, hướng một phần biển nha các bạn. Hai và đây. Thành phố nè, chiêu chưa? Dưới này là đường ở dưới nha. Rồi, bây giờ quay lại một vòng căn phòng cho các bạn 0.5 đi. Đấy. Đó. Nha. Yeah. Chiêu này. Rồi ok, hết rồi. Ok, tạm biệt các bạn nha. Bye bye.
Ok. Và chạy mệt quá cho nên là bây giờ nghỉ trưa nha các bạn. Chiều quá. À, nằm võng nè. Nắm nó nằm bên kia. Thiện nằm bên này nè. Thiện. Thiện ơi. Rờ. Bá chiều lắm. Trời ở ngoài còn đang nắng quá các bạn, cho nên là thôi nghỉ cho nắng nó dịu xíu rồi chạy tiếp nha. Với lại khát nước quá. Tiếp tiếp tiếp. Bơ bơ. Bro. Bro kìa. Mệt không? Quá là mệt luôn. Ok. Mệt quá các bạn ơi. Bây giờ phải nghỉ ngơi rồi. Trời ơi, tắm rửa nữa nha. Nha, tắm rửa nữa. Trời ơi. Cái cam của Đạt đốt trong túi quần bây giờ nó dính nước luôn à. Dạ. Cái cam này nè, cái cam này nè. Dạ. Rồi ok. Xong rồi nha. Đó. Xong rồi. Hai ngày một đêm Vũng Tàu. Quá là ổn luôn. Hai ngày hai đêm. Ok. Và xin cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy nhớ like, share và subscribe kênh Hành Tinh Sàm. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year đi. Nó má nó ơi. Nó mệt quá. Nó không nói nổi nữa rồi. Bye bye các bạn nha.